Dẫn em một cái. Chiều nay 23, 24 ngày 23, 24 tiếp tục về xe bò mới. Đúng rồi, quay ra. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Hai con bò cầm cầm luôn. Em chốt qua nguyên cái lô bò lỡ này về Gò Công, Tiền Giang. Thì chú này có bắt bên trại của em rồi. Hôm nay chú nuôi đạt tiếp tục bò ủng hộ cho em nè. Ui. Từ từ.
Chả em hiện giờ hết bò nha cô chú anh chị. Chả em hết bò rồi. Giờ chiều nay với ngày mai ngày mốt tiếp tục về sẽ bò mới. Cô chú anh chị follow kênh để xem bò mới về ha. Bò mới về em sẽ đăng lên cho cô chú anh chị xem. Rồi cái lô bò này em mới giao cho khách ở Gò Công Tiền Giang hết rồi. Chả em hiện giờ hết bò rồi. Rồi cuối video cảm ơn quý cô chú và anh chị gần xa suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Chúc cô chú anh chị học nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong công việc và trong cuộc sống.